Anh Đông ơi, mình cho khán giả biết địa chỉ với mình hôm nay giao lưu với khán giả bao nhiêu gốc mai anh Đông? Dạ, em chào anh Thắng. Con xin chào quý cô chú, anh chị, các bạn xem trên kênh. Hôm nay thì con xin giao lưu với quý cô chú mình một số gốc mai, một cốt để mình về giao lưu chơi Tết. Quý cô chú mình cứ đón xem ưng được cây nào thì liên hệ cho con. Địa chỉ hiện tại của vườn này đang nằm ở đường Tây Lân, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Rồi, ok anh Đông ơi. Rồi, đầu tiên các bạn ơi, mã số 1 nha. Đây, cây nút nụ quá tay luôn, cái này về chơi liền anh em ơi. Nút nè, ngay Tết luôn nha, một cốt đi lên. Cây này giá mềm phao luôn nha anh em. Cái chiều cao số 1 này khoảng nhiêu anh Đông? Cao số 1 là khoảng trên 2 mét. Rồi, trên 2 mét. Còn tán ngang khoảng nhiêu anh Đông? Tán ngang khoảng 2 mét. Rồi, tán ngang 2 mét. Đây, nhỏ gọn dễ chơi anh em, đẹp chưa? Bông là khoảng bao nhiêu cánh vậy anh Đông? Bông 5-7 cánh. Rồi, bông là từ 5 đến 7 cánh nha anh em. Đây, quá tay vàng nút luôn, một cốt rõ nét trên cành đẹp. Anh Thịnh nó chậu sẵn rồi, cái này giao cả tẩu chậu luôn cho anh em đón sưng. Đây, đế đẹp nha, củ nở. Rồi mình đo thông số mã số 1 luôn anh Đông ơi. Ba mươi bảy hoành. Rồi chuẩn 37 nha anh em. Đo cái ngay của đế cho anh em xem luôn. Xác cổ 43. Rồi, xích xuống xíu 43. Thoát thân là 37. Rồi đế gom đặt của nó là 100 đi. Rồi, nồi đế 1 mét. Rồi số 1 này mình chốt giá nhiêu anh Đông? Em giao giá là 7 triệu 500 ngàn. Dạ, em bao ship 200 km. Rồi, ít lúa cây đẹp anh em ơi, có 7 triệu rưỡi nè. Cây này phơm đẹp quá, đảm bảo anh em là Tết bông là xuất sắc luôn nha. Rồi 7 triệu rưỡi bao xếp cho anh em 200 km, nhanh tay liên hệ anh Đông để mình sở hữu cái này anh em. Rồi tiếp theo mã số 2, một cốt đi lên nha. Đây, rõ nét vàng xương đẹp anh em ơi. Đây, xuống lá rồi nè, nút nụ cũng to luôn, nhiều ngay Tết luôn. Chiều cao số 2 này khoảng nhiêu anh Đông? Cao khoảng trên 3 mét đây. Rồi trên 3 mét. Còn tán ngang nó khoảng nhiêu anh? Tán ngang trên 3 mét luôn. Rồi, tán ngang trên 3 mét luôn. Tàn thiên nhiên nha anh em, nguyên bản nha. Cây này cốt cành đóng từ dưới lên trên, đóng khéo anh em. Đây, bông đẹp nha. Bông này có 2 lớp luôn. Bông 2 lớp, bông đẹp này, anh Thần cái chậu sẵn này nha. Đi là cẩu cái chậu đi giao cho anh em. Đế đây. Đế này trồng lớp bớt rồi, dưới còn nhiều đế lắm. Bệ bệ luôn. Cây này còn tơ anh em ơi, vậy anh em nuôi nó còn phát triển nữa nha. Này tốt nhất vậy anh em xuống đất trồng là mau phát nhất. Đây, đế đây, củ nở nha, đế bỏ đều luôn. Rồi đây, vàng xương mặt phía đây nè, nút nhiều nha. Rồi mình đo thông số mã số 2 luôn Đông ơi. Rồi chuẩn 50. Rồi nồi đế 2 mét trên nha. Đây, từ xa cho anh em xem lại một vòng nữa nha. Cây đẹp anh em ơi, 50 hoành. Về là chơi đón đón xuân liền. Rồi chốt giá nhiêu anh Đông? Bao cậu cả chậu luôn là 35 triệu anh. Rồi 35 triệu nha anh em. Rồi tiếp theo mã số 3. Đây, cây này cái thân đẹp quá anh em, một cốt thẳng đi lên nha. Đây, cây này siêu bông luôn, siêu nút nha. Bông là khoảng bao nhiêu cánh anh Đông? 5-9 cánh anh. Rồi 5 đến 9 cánh ha. Bông bông, thơm nha. Bông đẹp ha anh Đông. Bông chùm bông thơm luôn. Rồi mai nhà anh Đông bao bông nha anh em, bông thơm bông đẹp. Cái chiều cao số 3 này khoảng nhiêu anh Đông? Chiều cao khoảng 4 mét. Rồi 4 mét. Tàn ngang trên 3 mét. Rồi tàn ngang trên 3 mét. Đây, đi phía đây cho anh em xem nha. Cái thân nó đẹp nha, nó liền lạc, xanh sạch đẹp. Tàn này anh có vô dây nhẹ nhẹ nè. Cái dây này mình vô lâu chưa anh Đông? Vô được 9 tháng là tháo được rồi. Dạ. Cái này tháo là bình thường anh? Đó, bình thường anh. Tại có dây nhìn nó ấy vậy anh em dỡ dây ra. Nó làm cái khuôn hết rồi đó, nó không có bị lá vô nếp mà đẹp nữa nha. Bông này anh báo bông thơm. Nè. Dây 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 luôn nha. Ở đây là do là mới chui lên để trèo lên á. Để mình đặt lá đâm ra là có một số cành nó hơi bị sọc sạch do cái trời như là kéo qua kéo lại á. Dạ. Giờ tháo ra là nó được về lên. Về canh chỉnh nhẹ nhẹ nó tròn đều, chơi ngon. Rồi đây cái thân gốc rồi nè. Cái này đế anh chồng anh lắp lại anh em, mà không có mồi nha, mồi nó sợ đứt gãy cám á. Bao từ khá trở lên, bao từ khá đấy trở lên, còn đẹp thì chị anh em nhận xét thôi. Rồi
Đây, đế này anh đông bao nó cũng bỏ đều quá nha anh em. To nha, tại vì đế mình không có mô lên nha. Có hết luôn nha, nhưng mà do mình trồng, mình dưỡng cây nên mà mình nấp hết. Giờ dễ cám trên là quá trời luôn, mình đâu có lắm cắt đâu. Anh em nào thì chứ đế mình cho mô bình thường hết đâu. Bình thường, coi mô bình thường ưng lấy cây mua thôi, cây còn đó mà. Dạ, đúng rồi, mua bán mà, thân mua vừa bán anh ơi. Rồi, mình đo thông số anh đông ơi. Anh đo hai cái cho anh em xem đi nha. Dạ. Cho anh em hình dung được cái cây cho nó rõ thôi. Tổng số trên là 60 này. Rồi, trên cao 60. Dạ, đo cái ngay sát cái cổ đế này luôn. Cái này 70 nha. Rồi, 70. Dạ. Thấp thân đến tay cành số 1 là 57. Rồi, 57. Tàn là bao anh em tròn hết nha. Đế thì mình đến tại vườn mình moi thoải mái anh em ơi. Bông là bao đẹp. Rồi số 3 này chốt giá nhiêu anh Đông? Chốt giá 135 triệu. Rồi 135 triệu bao ship 200 km. Số 4 đây. Một cây mai tàn thiên nhiên nha anh em. Một cốt đi lên đây. Cái chiều cao số 4 này khoảng nhiêu anh Đông? 4 thước. Rồi 4 thước. Còn tán ngang khoảng nhiêu anh? Tán ngang thì trên 5 thước. Rồi tán ngang trên 5 mét nha. Đây, bộ tàn thiên nhiên nguyên bản nha anh em, chưa có chỉnh sửa hay là cắt gọt nha anh em. Bông là khoảng bao nhiêu cánh anh Đông? Bông 5, 7, 8 cánh này. Rồi từ 5 đến 8. Đây bông này anh báo bông chùm nha, bông đẹp nha anh em, 5 đến 8 nha. Quá tay vàng nút luôn nè. Cây này đảm bảo ít thơm nữa là nó bung lụa anh em ơi. Đón xuân 2022. Tàn tàn tròn hết nha. Một cốt gõ nát. Đây mặt phía đây luôn cho anh em xem. Cây này phong thiên nhiên từ nhỏ lớn chưa được hưởng thụ một cọng dây cán nhỏ. Tàn thiên nhiên. Đây rồi vô quay đế cho anh em xem. Đây. Đế này có màu nhẹ nhẹ lên anh em ơi. Rồi đế lớn nha anh em, lực nha, cũng có đều hết nha. Rồi đây cốt cành lớn lực ngon lành, cây nết lúa anh em ơi, dễ chơi. Rồi mình đo thông số có khoảng bao nhiêu anh Đông? Rồi 55 hoành. Ngay cổ là 59. Rồi 59 anh Đông có đo hoành anh em yên tâm nha. Chính xác từ dư tới dư không nha. Nồi đế khoảng 220 anh ạ. Rồi nồi đế 2m2 mình đo thoát thân là khoảng nhiêu anh Đông? Mặt bầu lên tay nhất là 46. Rồi 46 thoát thân. Tay nhất bên là 20. Rồi 20. Tay cành 20. Bỏ cũng đều nha anh em. Rồi mình cho các bạn mức giá để sở hữu chơi Tết luôn anh Đông ơi. Cái này em bao ship 200 km là 50 triệu. Rồi 50 triệu nha anh em. Bao ship 200 km. Siêu bông nha. Cái này về là chơi bông liền luôn. Tiếp theo mã số 5. Đây. Cái này chơi bông ngon nha anh em. Đây quá tay nhút nè. Cứng ngắt luôn. Cái này bông là khoảng bao nhiêu cánh anh Đông? Bông cái này nó giống như thảo dinh thì nó em thấy gặp bông đó là toàn hai lớp không á. Dạ. Một cốt thẳng nha, một bát đi lên. Bông này anh Đông báo là bông hai lớp anh em ơi, bông đẹp nha. Về là mình chơi liền thôi. Đây, dàn xương có con nhẹ nhẹ vô nha. Chơi đều đều quá. Đây, mặt phía đây luôn. Đây. Về nuôi thêm cái tàn anh em ơi, cho nó dày thêm nữa chơi. Bông đẹp. Rồi đế đây. Anh có màu nhẹ nhẹ này nè. Cũng có đế nha, phía này nè. Cây liền lạc nha. Rồi mình đã thử thông số có khoảng nhiêu anh Đông? Đây. Rồi thăm dưới đi, cái này nó có cái cục này nó lở. Rồi ok. Cái này là 50. Rồi 50. Rồi 51 đến 50 á. Đo nhiều thông số cho anh em tham khảo. Dạ, dạ. 47 trên này nè, tuốt trên luôn. Rồi tuốt trên cao 47 nha.
Rồi cho anh em từ xa xem lại dòng đó nha. Cái này cao khoảng nhiêu đâu? Dạ, chiều cao khoảng 3 mét, tán ngang khoảng 2m7. Dạ. Rồi mình chốt giá cho anh em nhiêu anh? Là em chốt giá 25 triệu. Rồi, 25 triệu nha anh em. À, gần 50 hoành anh em ơi. Bao xếp 200 km cho anh em về anh em chơi bông liền nha. Đây, tiếp theo mã số 6 nha. Đây. Cây sồi anh ơi. Rồi. Quá tay dừng nút anh em ơi. Này anh mới đem về luôn nha. Đây anh đang khui cái bầu ra nè, keo ra cho anh em xem. Tại cây để chơi bông á, tâm là em không có làm đế luôn nha. Rồi. Ở tại vườn sao mà để gian vậy luôn á. Nguyên si luôn. Quay cho anh em xem dàn nút nè. Siêu nút. Cái này bông nó khoảng mấy cánh anh đâu? Bông này hả? Bông cũng 5 cánh 7 cánh đi. Chứ em chưa được nhìn bằng bông đâu. Rồi, bông này chưa thấy bông anh em ơi. Anh tính 5 đến 7 thôi. Quá tay dàn nút nè. Mà mai xù thường nó bông nó đẹp nha anh em. Nó chùm chùm như vậy nè. Nó xù lên khoảng 4 tấc nó xù hết trơn luôn nè. Mấy cái tài cành dưới thân nè, thân gốc nè. Nó phù phù làm như ổ bánh mì vậy nè. Cái cây này á là chủ nhà thông báo là tới 20 năm đặng ơi. Dạ. Yeah. Có vậy chứ già cây anh. Dạ cực già luôn. Nhà nó bằng tuổi con gái ổng luôn á. Dạ. Yeah. Một cốt lên mà nó bung tàn nó xây vậy nè. Cái này về mình phải anh em muốn đẹp nó anh em vô dây nó. Tình hình cho cái tàn nó tròn là làm như cái mâm xôi vậy nè. Đẹp nha. Còn thôi anh em trồng thả luôn, tự nhiên luôn. Chơi thiên nhiên. Cái này chơi con thiên nhiên quá đẹp luôn. Rồi, anh mà mới vừa cắt cái lớp keo ra nè. Đây nè, đế không có chưa có mồi cho nha. Y thinh luôn. Bán mẫu cho anh em luôn. Vì anh em khu đế mà giữ rồi anh em hưởng. Đây. Nguyên bệ nha, xù nè nè. Cứng mình luôn. Cái này chiều cao nó khoảng nhiêu anh Đông? Chiều cao thì nó khoảng 2 mét thôi, nhưng mà tán ngang của nó là 3 mét. Rồi, chiều cao 2 mét, tán ngang 3 mét. Quá tay dừng nút nè. Bông cũng nhiều cánh lắm á. Bông thì cung cấp là bông đẹp. Đâu mình đo thử thông số có khoảng nhiêu anh Đông? Ba ba. Rồi, quỳnh không có lớn anh em ơi, 33 nha. Một thông số một à. Xù cứng mình luôn nha. Rồi, mình cho các bạn cái mức giá để giao lưu anh Đông. Giao lưu với anh em giá 14 triệu. Rồi, 14 triệu anh em ơi. Một cây mai xù nha. Nhỏ gọn dễ chơi. Cái này về anh em lên cái chậu ngon ngon nữa, cái cân xứng. Chơi bông năm nay đảm bảo cái này bông rồi xuất sắc anh em nè. Mã số 7 nha anh em. Đây, một cây mai quái. Một cốt đi lên. Chiều cao nó khoảng nhiêu anh Đông? Chiều cao 3 cái số anh. Rồi, 3 mét rưỡi. Còn tán ngang khoảng nhiêu anh? Tán ngang khoảng 3 mét đó. Rồi, tán ngang 3 mét. Đây nào đế anh em. Đây. Làm như cũng như sâm vậy anh em ơi. Nó quái cây nha. Đây, nè. Nó phù cục cục trên cành lực nha. Đây, mặt cái đây luôn cho anh em xem. Cái củ là như củ hồ lô vậy anh em. Cái này nè. Cây lạ nha. Chân cành này đóng một phát là dưới lên trên nha. Đây. Giót. Rồi mình đo thử thông số có khoảng nhiêu anh Đông? Rồi 38 chữ. Đâu mình đo cái củ nó khoảng nhiêu anh? Củ này thì lớn. Có đâu. Đo đại đại thôi. 55. Rồi 55. Này đế còn thân thế đi ạ. Rồi nồi đế mét rưỡi. Rồi số 7 này chốt giá nhiêu anh Đông? Đây là em chốt giá 15 triệu. Rồi 15 triệu nha anh em. Mã số 7 nha, một cây mai quái. Rồi tiếp theo. À, mã số 8. Đây. Một cốt đi lên. Tàn thiên nhiên nguyên bản nha. Dàn dăm quá đặc luôn anh em ơi. Đây đi mặt phía đây luôn cho anh em xem. Đây. Tàn làm như cái nằm ngược kia nha. Cái này có thể về mình muốn để nguyên bản được hơn anh em có thể anh em chặn được nữa nha. Cái này cao nó khoảng nhiêu anh Đông? Rồi, trên 3 mét. Còn tán ngang khoảng nhiêu anh? Rồi, tán ngang 3 mét rưỡi. Cái này bông là khoảng bao nhiêu cánh anh Đông? Bông 5 tới 9 cánh. Rồi, 5 đến 9 cánh nha. Cái này vẫn chơi Tết được nha anh em. Đây, mặt lên đây. Bông đẹp 5 đến 9. Rồi, vô qua nhẹ nhẹ rồi để cho anh em xem. Đây. Để đây. Thần lắc lượng nha.
Đây, cây này còn tơ măng nè anh em. Về nuôi đảm bảo nó phát triển nha. Rồi, yên giọng với cho anh em xem. Đây là nó cột để cẩu. Rồi, cái này là do cẩu cột lên nè. Bình thường không có thẹo nha anh đâu. Rồi. Điên giọng cho anh em xem. Cây này là chỉ có cái vết này là cây còng rễ nó hơi treo là em cắt vừa mới xong thôi nha. Rồi. Dạ, còn không có thẹo nhỏ này nha anh em. Này là vừa mới cắt xong còng rễ. Nó treo lên nhìn nó không được anh em. Nó không được thẩm mỹ nên cắt luôn. Cắt cho anh em vậy anh em khỏi cắt. Rồi mình vô đo thông số luôn đông ơi. Rồi cái này khó đo nhiều thông số lên ơi. Cái lỗ này của nó là 64 này. Rồi 64. Dạ, em đưa lên cho anh chuẩn 8. Anh chuẩn nó là 58 này. Rồi chuẩn 58 nha anh em. Rồi nồi đế 2 m. Rồi số 8 này mình giao lưu với khán giả nhiêu anh Đông? 115 triệu. Rồi 115 triệu nha anh em. Mã số 8 nha. Bao xếp 200 km. Rồi thấy vô form nó liên hệ anh Đông để mình sở hữu con mã số 8 này.